Chào các bác nhé, lại là em đây. Sau mấy ngày đi hội hè thì bây giờ em lại tiếp tục quay lại với công việc rồi. Hôm nay thì mục đích của em là đem đi lấy cây bách bộ để nấu cao á. Em vẫn chưa được nấu cao ho được, thuốc ho của em ấy thì hết rồi các bác nhé, em chưa nấu được. Tại vì là thứ nhất là để nấu cao thì nó phải cần rất là nhiều cây thuốc. Em thì gom chưa đủ, từ hôm vừa rồi thì lấy được có một ít đơn châu chấu với lại một ít bách bộ thôi. Bây giờ là hôm nay mục đích là em lên đây em để đào cây bách bộ. Rõ ràng đợt trước em thấy ở trên này rồi, nhưng mà bây giờ lên nó rộng quá, em lên cả một vòng từ lúc 7 giờ hơn em lên tìm không thấy. Thế thôi em không tìm nữa, để đi chỗ khác tìm thôi. Thì em chỉ được lấy được một bó rễ của cây han 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 to ấy, han han lá lớn này. Đây, cái han lá lớn này trước mặt các bác này, cái han đống này này. Đấy, lấy rễ được của cây han này bởi vì khi mà mình nấu ấy, thì sẽ có cây han tía này và cây han to này này để nấu trong bài thuốc nấu cao thì nó sẽ có. Tuy nhiên là lúc nãy thì cái han to này thì em cũng đã từng chia sẻ rồi, và lúc nãy ở chui ở trong bụi này nó rất là khó, các bạn ạ, nhìn thấy thôi, nhưng mà nó chui nó rất là khó, nó đá lồm nhồm em không quay được. Em xuống đây thì chia sẻ cho các bác những cây thuốc mà bây giờ mùa này nó mọc rất là hay. Cái thứ nhất là đây, cái thứ nhất là cây rau diếp cá này. Cây rau diếp cá thì các bạn biết rồi, thức ăn thì em không nói nữa nhá, để làm thức ăn thì em không nói nữa, để làm đồ ăn ấy thì các bạn em không nói nữa. Nhưng mà cái rau diếp cá này thì bạn nào mà bị bệnh chí ấy, chí nội hay chí ngoại thì các bạn lấy về các bạn đun nước uống cho em, hoặc là các bạn lấy về các bạn ăn cho em. Nhưng mà khi mà các bạn ăn thì các bạn đừng có mà chấm ăn nhá, đừng có ăn như mình đi ăn rau xanh, ăn rau thơm ở quán hoặc là ở nhà mình thường thường ăn cho ngon. Khi mà các bạn ăn bắt buộc các bạn phải hạn chế thấp nhất, các bạn chỉ ăn ăn làm thế nào để cho nó ngon một tí thôi, cho một ít muối thôi để ăn nổi. Đấy, nếu mà các bạn xào ăn, các bạn bắt buộc ăn như thế thì nó mới chữa bệnh được, nó mới gọi là thuốc chữa bệnh nhé các bạn nhé. Còn nếu mà các bạn xào ăn thì lúc nào cũng ăn thì nó không khỏi bệnh đi đâu, hoặc là các bạn đun nước uống. Còn rau diếp cá thì các bạn đi ra ở, nếu mà các bạn ở vùng núi như em này, cái mùa này này thì rất là nhiều cây thuốc nó mọc đi, mọc cây mọc dại ấy. Đừng lấy cây mà người ta đã ngâm hóa chất rồi. Còn các bạn mua ở chợ thì các bạn cũng phải mua ở chỗ tin tưởng, bởi vì bây giờ thì tất cả mọi cái người ta đều phải dùng hóa chất hết. Đấy, cái thuốc bảo quản. Còn cái rau diếp cá này mà các bạn ra chợ mà nó mua tươi tươi ra giói thì các bạn phải cẩn thận. Tại vì bởi vì các bạn biết em vừa nhổ lên được trong chưa được mấy phút thôi mà nó đã bắt đầu héo rồi, thì nữa nó sẽ héo đi mất. Cho nên là nó héo cũng không sao, nhưng mà các bạn, điều quan trọng em muốn chia sẻ cho các bạn là các bạn phải lấy cái tự nhiên, cái nó sạch thì nó mới chữa bệnh được, chữa bệnh chí và chữa bệnh gan. Và cái thứ hai nữa là trong nhà các bạn mà trẻ nhỏ bị sốt á, sốt cao mà sốt co giật hết rồi ấy, thì bạn rửa sạch cái này đi, cái rau diếp cá đúng không, các bạn rán ra, các bạn lấy nước, cái vắt cái nước kia cho con nó uống, nó sẽ hạ sốt và lúc đấy mình mới đi cấp cứu được, được chưa ạ? Một cái nữa là chị em phụ nữ mà muốn làm đẹp ấy thì dùng cái rau diếp cá này, nghiền ra bột rau diếp cá này pha ăn thì nó sẽ tốt đẹp dần, nó cải thiện da dần, nhưng mà cái đấy là từ từ. Và không thể thiếu được trong bài thuốc là đẹp của em thì lúc nào cũng có cây rau diếp cá này với cây bông má đề để ngâm rượu để bôi mặt, được chưa ạ? Đấy, cái này là cái bài thuốc làm đẹp của em rồi, chị em kiên trì áp dụng thì sẽ được, làn da nó sẽ không mọc mụn mà nó cũng không phải đẹp lắm đâu, nhưng nó sẽ không xấu nhá. Còn để lứa tuổi bây giờ như em bây giờ là gần 40 tuổi rồi thì để da đẹp như các bạn thiếu nữ 18 thì không có đâu, nhưng để nó không xấu thì vẫn có. Em vẫn duy trì dùng cây rau diếp cá này để làm đẹp, để ngâm rượu. Còn cái rau này là cái rau phèo ỏ này là dùng để ăn thôi. Này các bạn, đây ạ. Không nói cái này nữa. Mục đích của em chia sẻ cho các bạn là cái này. Đây. Đấy, các bạn nhìn thấy cây gì đấy chưa? Đây. Cái này là cây mọc mùa này thì nó mới mọc khá nhiều nhá. Cái này gọi là cây phèo ên. Đây ạ. Đấy. Một loại rau ăn rất là ngon. Tuy nhiên, nó là một cây thuốc. Các ân, có một số bác sẽ chia sẻ rằng cây này là cây cây ngải đỏ, nhưng không phải đâu nhá, cây này là cái thức ân đổi. Cây này thì chị em phụ nữ mà kinh nguyệt ấy, hay đau bụng kinh ấy, kinh nguyệt không đều ấy, thì cũng trong bài thuốc thì kết hợp với cây này, cây này với cây bồ đất. Cây ngải đỏ thì nó chưa đau đầu nữa, cây này không phải là cây ngải đỏ đâu, nó chỉ là cái thức ân đổi, không phải là lá cây ngải. Thì rau ngải ấy thì có hai loại, một loại là đỏ là một loại trắng, thì các bạn sẽ bảo là cây này là cây ngải, nhưng không phải đâu, cây này là cây thắc ấn thôi nhá con, cây ngải đỏ nó khác. Cây này thì các bạn bị đau đầu thì lấy về đắp đầu được, các bạn uống được, ăn được, rau thì rất là ngon. Tuy nhiên là
nó chưa già lắm. Hôm nay em qua đây thì mọc rất là nhiều, nhưng nó vừa mới mọc ấy thì nó chưa già lắm các bạn ạ. Chưa già lắm thì chỉ là để trong để thức ăn thôi. Em chỉ lấy nắm về ăn thôi, bởi vì bây giờ làm thuốc thì nó còn non quá. Để một thời gian nữa nó già lên ấy. Cây này nó già lên này thì em mới về em thu hái về để phơi, để thái ra để phơi. Còn nó non như thế này thì để làm thức ăn thôi các bạn. Rau rồi đây này, đấy, hôm nay xuống đây thì có rất là nhiều rau ngon nha này. Đây, như thế này, còn non như thế này thì sao ạ? Còn non như thế này thì mình chỉ để ăn thôi, chứ còn mình chưa làm rau được, chưa làm thuốc được. Làm thuốc thì nó phải già một chút các bạn ạ. Chưa, làm thuốc thì nó phải già một chút thì mới thái ra mới phơi được, không thì bây giờ phơi nó héo, nó phi lắm. Một thời gian nữa em sẽ phải lấy. Bây giờ thì đeo ba lô lên và lấy nắm rau này đây, và mình đi sang bên bên kia, để bên dãy núi bên kia, núi đá bên kia, để tìm cây han tía. Hôm nay thì không lấy được nhiều thuốc thì cũng phải lấy được mấy loại về để nấu cao đã, bởi vì cái thuốc ho thì hết rồi, nhiều bác đặt lắm rồi nhưng mà chưa nấu được. Nấu cao nó không phải mất một tuần nữa, nấu cao nó không phải có cúi nữa. Đấy, đấy, tìm nay thì đi ở gần thôi, đi ở dưới bán thôi, bán em ở trên kia rồi, nay thì không đi xa đâu. Đấy, cái han tía, han to kìa, han là lớn kìa. Cây này nó vừa mới mọc thì để nó một thời gian nữa mới về lấy được cái phắc ếch này. Suối mưa này nó vẫn còn có nước, nó chưa cạn nước đâu, tại vì là một thời gian nữa nó mới cạn. Người ta đào cái gì đây? Hey, tất cả nước ở trên bán dồn xuống đến đây là nó sẽ qua dưới này. Phải đứng nhìn nhìn các bạn ạ. Đứng nhìn nhìn xem có cái bách bộ nào không. Trời ơi, em không tìm thấy một cái bách bộ nào hết á. Ở trên kia kìa, hôm trước em thấy ở trên kia kìa, nhưng mà bây giờ lên nó khó lắm, không lên tìm. Đây, tìm một cây bách bộ nữa mới được, nhưng mà lên khó quá. Đây, có rất là nhiều phác ếch này này các bạn. Cái thuốc mà cho chị em phụ nữ này, kết hợp với cây bầu đất này. Để bạn nào mà chưa biết thì hai cây này này, cây này với cây bầu đất này. Để em xem cái dương xỉ này nó là cái gì. Tại vì cây dương xỉ này nha các bạn nhé, nếu mà nó không phải có một loại dương xỉ nhá, khi mình bập vào nó ở trong mà nó xanh ý, thì nó làm thuốc rất là tốt. Ở đây có một cây sấu rừng này các bạn, ở đây một cây sấu rừng này. Bây giờ là em đi tìm cây han tía các bạn ạ. Han tía về để nấu cao á. Trong bài thuốc kho thì không thể thiếu cây han tía được. Không thể thiếu cây han tía được, phải đi tìm cây han tía nữa. Đang ngó ở đây xem có cây bách bộ nào không, bởi vì ở những chỗ này vẫn có mà. Một năm sau, mùa này nó rau nó mọc khá nhiều. Này rau mọc khá nhiều các bác. Nấu canh ăn. Sạch.
bây giờ là qua bên kia tìm hàn tía thôi. Vậy thôi, chào các bác nhé, chia sẻ với các bác về một chút về cây thuốc vậy thôi.